bây giờ mình đang chuẩn bị chở cái xà lan lại để mà lấy phía bên kia á mọi người. Bây giờ nó mình lấy hôm qua mình lấy một bên á, bây giờ nó nghiêng có một bên đó. Cho nó bớt nghiêng chứ nó nghiêng quá. Tại vì hôm nay mình đang chờ nước cho nó rộng á mọi người, mình chở cho nó dễ á. Nhưng mà hiện tại thì nó xà lan của mình nó nghiêng quá nên nước còn lớn á, nước yếu yếu rồi thì mình chở luôn nha. Chiếc ghe này cũng chạy vô nữa nè mọi người ơi. Hiện tại thì tại vì cái xà lan của mình nó giao ở đây thì một chuyến mình giao hàng xong mình chở cũng khoảng 5-6 lần á mọi người. Cứ chở qua bên này lấy xong rồi chở qua bên kia, chở tới chở lui vậy mọi người. Mình vô đây giao mình chở lần này nữa là lần thứ 3 rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa xong chiếc xà lan của mình nha. Xà lan mình thì còn nhiều lắm. Bên đây nè mọi người thấy bên đây rất là thẳm luôn, nó nghiêng nhiều lắm. Nên mình không có chờ nước rộng được á, mình chở luôn chứ để lấy từ giờ tới tối á là nghiêng vậy đó. Thì khoảng 6-7 giờ tối á nước nó mới rộng mọi người. Cái tiếng máy chạy hơi ồn á mọi người thông cảm nha. Thì cái chiếc ghe này nãy cặp phía ngoài mình á, mà tại vì mình chở xà lan á không có chủ ở dưới ghe, cái anh này ảnh đi phụ á, anh không biết chạy mọi người ơi, anh ủi vào để cho cái chú này xuống nè. Nhưng mà mình do là nước chảy mạnh quá mình không chở được á. Bây giờ mình sẽ bung ra, mình ra ngoài giữa sông á, mình quay đầu rồi mình vô mình cặp lại nha. Mọi người ơi, thì cái chiếc xà lan này của mình á là khoảng 1460 tấn nha. Hey, mọi người ơi, thì mình chiếc xà lan của mình đã chạy ra ngoài á. Bây giờ chuẩn bị quay đầu để mà chạy vô trong đây cặp lại nha mọi người. Thì mình ngồi trên bờ á để mà chút nữa xà lan mình vô đậu á, mình buộc dây nha mọi người, nên mình không có ở dưới xà lan. Mình đã ghé vô được rồi nè mọi người ơi.
tới chỗ lỗ luôn đi. Đã trở lại xong rồi nè mọi người ơi, bây giờ mình vô mình làm hàng luôn nha. Thì giờ người ta đang đẩu hàng lên xe nè. Cái xe này hồi sáng giờ mình lấy là cái xe nhỏ á, còn buổi chiều này mình lấy cái xe này là cái xe thùng to luôn. Quy trình dời xà lan của mình á, mình đã quay cho mọi người xem á. Bây giờ mình xin kết thúc video nha. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha.